はじめまして。はじめまして。私は危ないんです。ベトナムから来ました。ここはベトナムだから。はい、あ、わかりますか？ここはベトナムだから、ベトナムから来ましたというは言わない。はい、失礼ですか、お名前は？三山秀則。はい。何歳ですか？28歳。28歳ね。あなたの家どちらですか？家はどちらですか？私はホームレスです。ホームレス。つまり、今旅行中。固定の住所はない。しばらく金馬で住んでいる。金馬そう。金馬ですね。はい。何が？あなたは毎日何時から何時まで働きますか？私は休み今。休み？はい。定年しました。ありがとうございます。そう。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それもはい、この気持ちです。どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。いいもの、はい、こか、そう、いいもの。こんにちは。okay. こんにちは。はじめまして。はじめまして。私はヒエンです。よろしくお願いします。ベトナムから来ました。だから今はベトナムに住んでいます。わかりますか？今はベトナムに住んでいる。だからベトナムから来ましたというのは正しいじゃありません。わかりますつまりあなたのふるさとから。はい、私は大学の日本語学部の学生ですか？そう、はい。Chào, em tên là Tống Khánh Hiền, em đến từ Phủ Lý. Bây giờ em đang là sinh viên năm nhất trường đại học Hà Nội khoa tiếng Nhật. Sở thích của em là em thích xem phim animecả nghiên cứu một số văn hóa Nhật Bản. thời gian rỗi thì em hay tụ tập với bạn bè nói chuyện vui giải trí. Em tên là Vân Anh, em là sinh viên năm nhất trường đại học Hà Nội. Sở thích của em là em thích xem phim, hay thích đi chơi bạn bè, tụ tập đàn đúm, nói chuyện với mọi người, giao tiếp với nhiều bạn mới. Món ăn yêu thích của em là sườn xào chua ngọt. Em hết rồi ạ. Chào, em là Trần Hà Chi, hôm nay em cũng là sinh viên đại học Hà Nội năm thứ nhất khoa tiếng Nhật. Em ở Phủ Lý, Hà Nam. Sở thích của em là nghe nhạc, xem phim Hàn Quốc, nghe nhạc các thể loại nhạc. Xong rồi ban nhạc yêu thích, không có ban nhạc yêu thích, nhạc là hay thì nghe, nhạc là hay thì em mới nghe. Bạn trai chưa? Chưa bao giờ yêu ai cả. Mong là lên đại học sẽ có người yêu. Ở đây không có đâu.